Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình Đừng lo lắng vì xây nhà đã có mắc hôn Mắc ôm, hệ thống thiết kế xây dựng chọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công, Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mắc Home có hệ thống nhà kho, bến bãi, từ nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mắc Hôn vào công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mắc Hôn đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mắt hôn đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải thấp 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mắt hôn qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó, việc có Mark Home Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh youtube của Mark Home Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị những vấn đề liên quan đến kiến trúc và xây dựng nhà ở Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ đề đó chính là nên ốp sàn gỗ hay sàn gạch cho ngôi nhà và trước khi tìm hiểu chủ đề ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mark Home nhé. Mắt Hôm là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọ gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Số hotline của chúng tôi là 096 0964458888, 0828133333, 0924099999. Hiện tại thì Mắt Hôm đã có trụ sở trên khắp 3 miền của đất nước. Miền Bắc là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung 28 Hà Hoàng, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh. Miền Nam 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh quý vị hãy truy cập website chúng tôi là mathomeduc.vn rồi chọn một nhận tư vấn làm nhà, điền họ và tên, số điện thoại chọn một cần tư vấn, nhập mô tả nhu cầu quý vị vào thì nhân viên của chúng tôi cũng sẽ chủ động liên hệ với quý vị. Trên website của chúng tôi có giới thiệu qua về các vật liệu của công ty, ví dụ là sơn bột bả, thiết bị vệ sinh, đèn led, cửa vân vân. Rồi giới thiệu về tổng công ty, trụ sở và cả phong thủy nữa. Cho quý vị có thể truy cập website để theo dõi nhé. Trở lại chủ đề chúng ta ngày hôm nay đó chính là nên ốp sàn gỗ hay sàn gạch cho ngôi nhà. Thì đầu tiên, trước khi mà chúng ta có thể so sánh được rõ ràng đó chính là loại nào thì tốt hơn, thì ta sẽ tìm hiểu một số một, đó chính là những đặc điểm nổi bật của sàn gỗ và sàn gạch men mà quý vị nên biết. Sàn gỗ và sàn gạch men là hai vật liệu sử dụng phổ biến, được lựa chọn hàng đầu của nhiều người khi nghĩ đến vật liệu lát sàn. Gạch men đã xuất hiện rất lâu ở Việt Nam, có thể thấy gạch men có ở bất cứ công trình từ đơn giản đến hiện đại cổ điển sàn gỗ tuy là vật liệu mới nhưng lại có chỗ đứng khá vững chắc trên thị trường ngày càng chiếm được sự yêu thích của người dùng hai loại này đều có những đặc điểm nổi bật khiến chúng vượt qua những vật liệu khác trở nên phổ biến trên thị trường thế nhưng nên chọn sàn gỗ hay sàn gạch men cho ngôi nhà của quý vị để có thể đưa ra quyết định đúng đắn chúng ta hãy tìm hiểu xem hai loại này có những đặc điểm nổi bật nào nhé đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc tính nổi bật của sàn gỗ công nghiệp. Gỗ công nghiệp lát sàn còn được biết đến là vật liệu hiện đại, thân thiện với môi trường. Đây là loại vật liệu được sản xuất từ các mẫu gỗ vụn, cành cây, ngọn cây, vân vân của những loại gỗ ngắn ngày, được nghiền vụn và nén ép với áp lực cao cho ra các tấm gỗ cứng chắc. Do tiết kiệm được nguồn nguyên liệu, tái sử dụng từ nguyên liệu dư thừa, nên gỗ công nghiệp lót sàn đánh giá là một sản phẩm thân thiện cho cả tương lai. Cũng nhờ công nghệ xử lý hiện đại và lực nén ép cao, mà sàn công nghiệp có khả năng chịu nước, chịu nồm ẩm rất tốt, khắc phục được nhược điểm của loại ván sàn gỗ tự nhiên cao cấp. Hơn nữa, gỗ công nghiệp còn hạn chế được tình trạng không ven do nhiệt, ẩm tác động nên rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa ở Việt Nam. Ngoài đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng sử dụng, ván gỗ công nghiệp có tính thẩm mỹ rất sang trọng và tinh tế, sở hữu về mặt mô phỏng các phân gỗ đẹp mắt, sắc sảo cầu kỳ sẽ khiến cho không gian của quý vị trở nên đặc biệt và ấn tượng với những người thưởng thức điều mà những loại vật lộ liều phổ thông không đáp ứng được thêm vào đó là quá trình lắp đặt và bảo dưỡng sàn gỗ rất đơn giản thuận tiện nhờ thiết kế hệ thống hèm khóa thông minh quá trình lắp đặt chỉ cần khớp các mép hèm lại với nhau là đã hoàn thiện việc kết nối lắp ráp sàn gỗ khi muốn bảo dưỡng sửa chữa cũng rất nhẹ nhàng để tháo dỡ các tấm ván ra xử lý đời sống của con người ngày càng được nâng cao do vậy ngoài yêu cầu về chất lượng, tính thẩm mỹ, người dùng còn đòi hỏi sự thuận tiện trong việc lắp đặt và trong suốt quá trình sử dụng. bởi vậy sàn công nghiệp là cái tên rất được ưu ái trong các công trình hiện đại, mặc dù chỉ mới xuất hiện chưa lâu. quả thực là sàn gỗ công nghiệp nó có rất rất là nhiều những cái ưu điểm ha, các vị có thể thấy là từ chất lượng thẩm mỹ và thuận tiện nữa. À, cho nên là đó lý do mà dù xuất hiện như tôi nói là chưa lâu trên thị trường, nhưng mà hiện tại cũng đang rất là được ưa chuộng đó là về những đặc tính nổi bật của sàn gỗ ha còn bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp đến đặc tính nổi bật của sàn gạch men gạch men được xem như vật liệu ốp lát ân sâu vào tiềm thức của người Việt gạch lát nhà đã xuất hiện từ rất lâu vẫn được sử dụng đến tận ngày nay quý vị có thể tìm kiếm loại vật liệu này ở bất cứ cửa hàng vật liệu xây dựng nào chúng rất dễ tìm kiếm hàng luôn sẵn có cho quý vị lựa chọn với mẫu mã thiết kế họa tiết khá phong phú hợp thị hiếu của nhiều người dùng ở việt nam Quý vị thể ứng dụng loại vật liệu này bất cứ công trình nội ngoại thất nào. Gạch men hoàn toàn không thấm nước, rất dễ vệ sinh. Do vậy, chúng không ngại mưa, cũng không hề ngại các vết bẩn. Gạch ốc lát cũng không đòi hỏi nhiều sự bảo dưỡng. Quý vị chỉ cần vệ sinh hàng ngày bằng chổi, lau sàn định kỳ là có thể sử dụng chúng trong thời gian rất lâu. Xét về tuổi thọ của gạch thì hầu như không có loại nào so sánh được. Chúng có thể tồn tại rất lâu các nhà cổ xa hoa từ thời Pháp thuộc được bảo tồn đến tận ngày nay với sự phổ thông và giá thành khá rẻ, gạch men đã trở thành vật liệu không thể không nhắc đến khi chọn vật liệu lát sàn. Tuy nhiên, xét về độ thẩm mỹ và tính an toàn sức khỏe, thân thiện với môi trường, thì gạch men không thể so sánh được với sàn gỗ. À, đó chính là một số những cái đặc điểm nổi trội của phần gạch men nha quý vị. Một cái vật liệu phải nói là rất rất là phổ biến cho đa phần những công trình của nước ta Việt Nam hiện nay. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đến một số 2 chính là so sánh chất lượng sàn gỗ và sàn gạch men. Với những nhận định cụ thể với từng loại, hẳn quý vị đã có thể tự rút ra kết luận nên lát sàn gỗ hay sàn gạch rồi đúng không nào? Trong thực tế, khách hàng thường lựa chọn lót sàn gỗ cho các không gian ít tiếp xúc với nước như là phòng ngủ, phòng làm việc, nhà chung cư, căn hộ, công trình người tính thẩm mỹ cao, vân vân Còn đối với các không gian tiếp xúc nhiều với nước hoặc các tác nhân có thể gây hại cho sàn như là bếp, toilet, nhà tắm, phòng khách tầng trệt, vân vân người dùng thường chọn gạch men đảm bảo độ bền tối ưu. Vậy chất lượng của hai loại này khác nhau thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát các bạn sau đây và chúng ta sẽ so sánh nhé. Thì ở đây chúng tôi sẽ chia ra từng cái yếu tố khác nhau và chúng ta sẽ so sánh trực tiếp giữa gạch men lát sàn và sàn gỗ lát sàn nhé. Đầu tiên về yếu tố giá cả, gạch men lát sàn thì giá thành khá rẻ, sàn gỗ lát sàn là giá từ mức trung đến cao cấp. Về độ bền thì gạch men lát sàn độ bền lâu dài với thời gian nếu không có lực tác động làm gạch nước vỡ. Sàn gỗ lát sàn thì độ bền trung bình trên 20 đến 50 năm, không dễ nước vỡ, chịu lực tốt. Về màu sắc thì gạch men lát sàn là màu sắc khá đẹp nhưng chưa tinh tế do công nghệ chưa được đầu tư thật sự. Sàn gỗ lót sàn là màu sắc sinh động, chân thật có chiều sâu. Về tính thẩm mỹ gạch men lát sàn thì tính thẩm mỹ phổ thông, còn sàn gỗ là tính thẩm mỹ sang trọng, tinh tế và đẳng cấp. Vì tính đa dạng thì gạch men lát sàn đa dạng mẫu mã cho người dùng lựa chọn và sàn gỗ lát sàn cũng vậy ha, cũng rất là đa dạng về mẫu mã. Về khả năng chống nồm ẩm thì gạch men là chống nước rất tốt nhưng không chống được nồm. Còn sàn gỗ thì khả năng chống nước tương đối tốt, chống được nồm. Với khả năng thích ứng với thời tiết thì gạch men sẽ ứng với thời tiết trung bình, nhiệt độ quá cao có thể khiến sàn gạch bị nứt vên. Còn về sàn gỗ thì thích ứng với thay đổi thời tiết tốt hạn chế được 70-80% khả năng công vên. Vấn đề vệ sinh thì gạch men vệ sinh dễ dàng, có thể dùng nước hoặc hóa chất tẩy rửa, nhưng dễ bị xước bề mặt nếu vệ sinh bằng vật dụng nhám cứng. Còn về sàn gỗ thì vệ sinh khá dễ dàng, bề mặt có khả năng chống nước, chống xước, tuy nhiên không được sử dụng hóa chất tẩy rửa thông thường để vệ sinh. Vấn đề thi công lắp đặt thì gạch men lắp đặt khá phức tạp, cần trộn xi si vữa để làm chất kết dính, sau khi lắp xong chưa sử dụng được ngay. Còn sàn gỗ thì lắp đặt đơn giản, thuận tiện, không cần chất kết dính mà liên kết bằng khớp nối. Về tính cơ động thì gạch men, tính cơ động kém, muốn thay thế di chuyển phải khạy hết phần bê tông lên, khá vất vả và không tái sử dụng được. Còn phần sàn gỗ thì tính cơ động cao, muốn tháo dỡ thay mới chỉ cần tháo khớp nối có thể sử dụng lại. Qua bạn đánh giá trên, phần nào quý vị đã có được nhận định riêng cho mình về chất lượng của mọi loại vật liệu đúng không nào? Tùy theo mục đích sử dụng, tùy theo sở thích và nhu cầu đòi hỏi tính thẩm mỹ đến đâu mà quý vị sẽ chọn gạch men hoặc sàn gỗ. Tuy nhiên, sàn gỗ vẫn là dòng vật liệu góp phần mang lại giá trị cao nhất cho những khách hàng đòi hỏi sự sang trọng và đẳng cấp. Vậy hiện giờ chúng ta sẽ đến một số 3 cũng là quan trọng nhất. Vậy nên, lắp sàn gỗ hay gạch men cho ngôi nhà ở? À, đây chính là cái câu hỏi mà tiêu đề cho à, video chúng ta ngày hôm nay. Có thể nhận thấy rằng mỗi loại đều có ưu nhược điểm khác nhau. Việc lựa chọn vật liệu nào để ốp lát cho căn nhà sẽ tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của mỗi cá nhân. Nếu quý vị muốn chọn loại vật liệu phù hợp với điều kiện kinh tế, độ bền cao, thì gạch men sẽ lựa chọn khá lý tưởng. Gạch men có thể ốp lát nhiều vị trí, không phân biệt ở trong nhà hay ngoài vườn, trên sân thượng hay ban công. Quý vị có thể lát gạch men bất cứ đâu quý vị muốn. Còn nếu muốn vừa có không gian đẹp, chất liệu bền chắc, thì sàn gỗ sẽ lựa chọn đáng cân nhắc. Tuy giá cả có thể cao hơn một chút, nhưng với vẻ đẹp sang trọng tinh tế của sàn gỗ đem lại chắc chắn sẽ không làm quý vị thất vọng về sự đầu tư này hơn nữa với xu hướng thiết kế kiến trúc đưa không gian xanh vào trong nhà thì sàn gỗ đang nổi lên là vật liệu ốp lát hàng đầu cho nhiều công trình hiện đại thân thiện thẩm mỹ độ bền cao tiết kiệm nguyên liệu tự nhiên là những tiêu chí vật liệu bền vững cho tương lai sàn gỗ công nghiệp đang dần thay đổi thói quen sử dụng và trở nên à, xu hướng xanh cho tương lai À, thì đó chính là về cái câu trả lời cho câu hỏi là nên lắp sàn gỗ hay gạch men nhà ở Thật sự thì thậm chí là quý vị cũng không nhất thiết Chúng ta chỉ lựa chọn một loại ha Bởi vì bản thân của An khi đi đến một số những công trình thực tế Và mắt hôn thiết kế và thi công Thì có thể thấy là có nhiều gia chủ đã kết hợp cả hai loại này với nhau Tức là ví dụ những không gian, ví dụ là phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, rồi không gian ngoài trước, à, sảnh hay là ở trên ban công hay là ở sân thượng thì sẽ lựa chọn là ốp gạch à, với những cái tông màu sáng à, để góp phần là mang đến một cái cảm giác nó rộng rãi còn những không gian như là tôi chia sẻ là ít tiếp xúc với nước ví dụ là khu vực phòng ngủ chẳng hạn không gian cá nhân riêng tư hơn thì sẽ ưu tiên là ốp à, sàn gỗ hoặc có thể là những không gian phòng sinh hoạt chung ở bên trên tầng hai à, những cái trên tầng cao hơn thì chúng ta có thể sử dụng là sàn gỗ à, điều này sẽ tùy thuộc vào sở thích và nhu cầu của từng gia đình nhé. Vậy là ngày hôm nay tôi vừa lý giải quý vị đó chính là <laughs> câu trả lời cho nên ốp sàn gỗ hay sàn gạch cho ngôi nhà. Hy vọng rằng sau khi xem xong video ngày hôm nay, quý vị cũng đã có một câu trả lời cho riêng mình. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói nhà ở, đừng ngần ngại liên hệ ngay mắc hôn với số hotline 096 445 8888 88, 08281 33333 333 09240 99999 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông để thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, Nhật An xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.